Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phú Yên nhằm đánh giá kết quả từ khi triển khai thực hiện nghị quyết số 12 ngày 8 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển thị xã Phú Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, thực hiện mục tiêu xây dựng Phú Yên trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025, trở thành đô thị loại 1 trước năm 2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố Phú Yên tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp bền vững, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là các dự án có tính liên kết, kết nối vùng, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư.